Đây là đến chùa Vĩnh Tràng. Trời ơi, ông Phật Di Lặc to quá trời to. Phật Bà Quan Âm. Bà Quan Âm. Đấy chùa, để nó gia đình thành công, cầu cho may mắn. Cho nên gia đình sẽ qua chụp hình với Phật Di Lặc cái. À. Đây là Phật hạnh phúc, Phật may mắn cả nhà nhé. Rồi gia đình di chuyển qua Phật Di Lặc cái này. Quá, coi Phật à, ăn trước rồi mà bự quá trời. Ngoại. Happy Buddha. Nhưng mà đứng đây bị có cây cục điện rồi. Ngoại đứng đây ngoại. Ngoại đứng đây, đứng đây được hai cái, hai vị luôn ngoại. Ngoại đứng đây ngoại. Được hai vị luôn. Vui gì không? Được luôn hả? Trời, hai cái bông đã quá vậy. Bây giờ sẽ đứng ngay đây làm tấm hình kỷ niệm. Xuống. Rồi vô đi quý vị, vô đi nước quay cảnh là vừa ha. Đi nước quay chỉ lọt á. Nhà này chụp nhóm hả? Phone của chị rớt. Ngoại ơi, vô đây ngoại ơi. Chụp đi, lấy phone này chụp nè. Ngoại qua đây đẹp nè ngoại. Gia đình chụp từng thành viên đúng không? Từng thành viên thì gia đình chụp chụp hết đi nghe. Thích chụp cho nguyên gia đình thì được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chụp rồi. Muốn chụp mà cứ đứng gần làm sao chụp? Yeah.